có mì không quả cáo. Mì không đây, loại mì này đều là mì rất màu là màu. Rẻ. Mì màu màu. Đấy là các bạn có thể đi ra ngoài mua cũng được, ở đâu cũng có hết. Chị ơi, trên đọt có trái gì nè, lạ quá. Trái này hình như là nó mọc dưới đất của em. Không biết gì hết, em đúng là dân thành phố. Không quê mù quá. Dân thành phố mà quê mù à? Bà. Em đúng là dân thành phố, em tiểu thơ quá à. Em có biết chị là ai không? Chị là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Nốt cho bạn nào không hiểu tại sao mình đùa vậy là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ chứ là chị Muka chứ là idol Nguyễn Nhi. Đàn bay. Người mà Yến Nhi đã có một hình xăm trên cơ thể. Muka I love you. And ở trong này là gì vậy ta? Ok, và trong này là phát lại giùm em để em chia sẻ cho mọi người biết. Ở đây chúng ta sẽ có thịt. Mất rồi. Cái này là con gì ta? Mực hả? Miếng mực hả? Ừ, mực. Tọt. Cái giọng mà con dặm lên nó hay sao? Cái này ngon. Cái bà hãy ra cho thầy. Khó mọi người. Mọi người khoan, có là mọi người biết Kim Jisoo, mọi người. Kim Jisoo, idol đến từ Blackpink. Ok, vô. Kim Jisoo có một hơi thở khó dài như thế này. Không được nha. Trời ơi, muốn xẻo. Ở đây có một cái núm độc nè mọi người. Cái mua núm độc không? Núm độc. Núm độc này ăn một cái chết liền luôn á chị. Thì là mình có thể mất cái này đây không? Núm độc quá bà. Ơi khoai mọi người. Theo những bộ phim mà chị coi á, chúng ta không nên đột vào những cái gì không phải của mình. Đúng vậy. Về lại. Bộ phim để dạy chúng ta rất là nhiều thứ. Rồi rồi. Trời đất ơi, hỏi hay không kỳ vậy? Chết rồi mọi người ơi. Chị có điều muốn nói, quay tụ lại đây không nên. Cái gì? Thôi nhỉ. Đang chút xíu mới cần dập lửa. Ra ngoài nhà này, ra ngoài kia. Tắm. Bật đèn đỏ lên. Chừng nào đấy xong bấm đèn trắng người ta ra đó. Hả? Được chưa? Nướng vô khác cái gì? Lửa nãy được rồi, hãy hỏi lên vô khác. Vậy hả? Ủa vậy thì làm không biết gì thôi. Ở đây có 10 người, à 9 người thì em để 9 cục nha mỗi người. Em ơi 8 người hả? Đâu ra 9 vậy? 9 người vậy? Thì sao vậy? Có 8 người rồi mẹ. 1, 2, 3, 4, thôi nha, thôi nha. 5, 6, 7. Có 7 người thôi. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Thôi vô đi. À, cháy rồi. Nani? Dọn đi bà. Dọn đi.
Vậy là bất lịch sự lắm á. Vậy là rất là bất lịch sự á. A few moments later. If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. Mày quá. Ê mấy đứa, tính ra chị nhận ra một điều á. Cái cắm trại này á có cái không, đủ ấm rồi. Em nghĩ là tối nay em sẽ đủ ấm. Phải đi ngủ rồi nha mọi người. Bye bye. Đừng đóng kính quá. Đóng kính quá mà địch ai hử nó nổi ra. Oh my god. Má tao cái mùi rồi đó. Rồi á. Má địch chơi rồi. Xin lỗi mọi người. Thẻ đi bộ còn mày mới đi xe không biết xe. Kiểu góc góc luôn à. À được rồi. Thẻ. Bóng anh mới rồi. Ui lạnh quá. Chú ý để. Mấy cái đèn này. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Oh, hell no! Và nhớ đừng quên để lại một like, subscribe bởi vì tụi tôi xứng đáng.